Ok, sau đây chúng ta sẽ làm cánh gà chiên mà sốt mè cay. Nguyên liệu sẽ bao gồm bột năng, bột chiên tempura. Cái này mình bảo quản để ông tủ thì khi mà lấy ra phải ngoái đi, nó đều. Đầu tiên chúng ta sẽ phủ cánh gà với bột năng. Phủ đều. Ok. Chúng ta rũ đi, sau đó cho sang bên này. Đây là hỗn hợp tempura. Giờ sẽ gắp ra đĩa, chuẩn bị xúc phong cách. Ủa, to này. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành món cánh gà chiên sốt mè.